Thưa quý vị, sáng ngày 12 tháng 6, phiên tòa phúc thẩm xét xử cô giáo Lê Thị Dung, nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên đã chính thức diễn ra. Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã có mặt trước tòa nhân dân tỉnh Nghệ An để theo dõi phiên tòa liên quan đến phiên xét xử phúc thẩm cô giáo lê thị dung từ sáng sớm rất nhiều phương tiện ô tô xe máy đã đậu trước cổng và trong dân trụ sở tòa án nhân dân tỉnh nghệ an tại thành phố vinh đây là phương tiện của những người được triệu tập tham gia phiên tòa và những người dân quan tâm theo dõi vụ án bà hqa có mặt từ sớm nói tôi là người dân ở thành phố vinh Tôi đi từ sớm để tham dự phiên tòa, tôi muốn chứng kiến quá trình xét xử vì lâu nay tôi theo dõi vụ án qua các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, bà cho biết thêm mong muốn sẽ có bản án công tâm dành cho cô Lê Thị Dung. Nhiều người dân khác cũng không quản thời tiết nắng nóng, đường xá xa xôi đến dự phiên tòa. Nhiều người cho biết họ chờ đợi phiên tòa và mong muốn có bản án khách quan, đúng pháp luật, có lý, có tình. Nhiều người là hàng xóm học trò cũ của cô Lê Thị Dung cũng có mặt. Phiên tòa khai mạc vào 8 giờ sáng ngày 12 tháng 6. Phía người bào chữa cho bị cáo Lê Thị Dung gồm có 7 luật sư thuộc 3 đoàn luật sư tại Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, luật sư Trần Hồng Phúc, người bào chữa miễn phí cho bị cáo Lê Thị Dung đã đề nghị được hoãn phiên tòa nhưng không được chấp nhận. Luật sư này cũng kiến nghị triệu tập kiểm sát viên của phiên tòa sơ thẩm và bảo đảm sự có mặt của người tố giác tội phạm tại phiên tòa phúc thẩm. Tại bản án hình sự sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 5 năm tù, mức thấp nhất của khung hình phạt, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ sau phiên tòa sơ thẩm bà lê thị dung có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an có kháng nghị phúc thẩm đề nghị tòa án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại ông vũ minh đức cục trưởng cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bộ giáo dục và đào tạo cho biết lãnh đạo bộ rất quan tâm tới vụ việc này và đã trao đổi trực tiếp với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an Ông Vũ Minh Đức nói lãnh đạo Bộ Giáo dục đào tạo bày tỏ mong muốn các cơ quan pháp luật của tỉnh xem xét vụ án một cách toàn diện, bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai. Thường trực tỉnh ủy Nghệ An cũng đề nghị bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập, tuân thủ theo pháp luật. Xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm phải đúng quy định pháp luật, đúng người đúng tội, chặt chẽ, đảm bảo công bằng khách quan, thấu tình đạt lý, tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Liên quan đến vụ án gây xôn xao dư luận trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã có kháng nghị phúc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung, đề nghị tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại. Vụ án cô giáo Lê Thị Dung thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận bởi nhiều người cho rằng 45 triệu đổi lấy 5 năm tù là quá nặng. Liệu trong phiên tòa phúc thẩm, các tình tiết nào sẽ tiếp tục được làm rõ? Cô Dung có được giảm án như gia đình mong muốn hay không? Tất cả những tin tức mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo.